Thưa quý vị, chiều nay 9 tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết số 45 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị cùng dự có lãnh đạo hội đồng nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và đoàn đại biểu quốc hội thành phố Cần Thơ. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ trình bày dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết số 45 của Quốc hội xoay quanh các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để cụ thể hóa trong việc thực hiện các nội dung có trong nghị quyết, gồm chính sách về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, chính sách về quản lý đất đai, chính sách về quản lý quy hoạch, chính sách về thu nhập của cán bộ công chức viên chức thuộc thành phố quản lý, chính sách về nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An Cần Thơ, chính sách về trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ. Bên cạnh công tác tuyên truyền các ý kiến tại hội nghị cũng đề nghị cần có sự phân công cụ thể đối với nhiệm vụ của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trong từng lĩnh vực thuộc cơ chế chính sách, quy định thời gian thực hiện cũng như có phê bình khen thưởng trong quá trình thực hiện các nội dung liên quan. Đối với các giải pháp khôi phục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2022, thành phố xác định tận dụng cơ hội thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các động lực tạo tăng trưởng giá trị gia tăng cao, ưu tiên một số ngành lĩnh vực quan trọng, giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu của năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025 thực hiện quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường cho rằng, với sự ra đời của nghị quyết 45 đã mở ra thời cơ dựng hội mới cho thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên hiện nay một số sở ngành đơn vị và người dân vẫn chưa nắm rõ hết ý nghĩa, nội dung của nghị quyết. Vì vậy, người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị thời gian tới cần quyết liệt hơn trong công tác tuyên truyền, đồng thời khẩn trương hoàn thành các đề án chương trình kế hoạch thực hiện cơ chế chính sách theo nghị quyết đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân công. Đối với kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường đề nghị trước mắt cần tiếp tục trà soát kiện toàn bộ máy một số cơ quan, kiểm tra theo dõi tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản. Đặc biệt, hầu hết các chỉ tiêu năm 2022 là khá cao, nên các sở ngành địa phương cần đề ra các giải pháp thực hiện đạt và dựa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của thành phố.